Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Hiện tại thì hình ảnh trên thì mọi người có thể quan sát thấy rồi đó. Máy múc của anh Lương đã bắt đầu di chuyển về phía đầu làng. Đó, từng chiếc này. Cái công cuộc tìm kiếm đã rất vất vả, khó khăn, nhưng mà quyết tâm của anh Lương và các anh em lái máy xúc đã rất cố gắng. Nhưng đến ngày cuối ngày hôm nay, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2024 thì vẫn còn 7 người chưa tìm kiếm được. Đó là một cái sự rất là cố gắng, nhưng mà giữa cái khu vực rất là rộng lớn về hàng 1,6 triệu mét khối đất thì không biết là tìm ở đâu và khó khăn vô cùng. Đó, đây là một chiếc màu xanh này. Ở kia là hai chiếc màu cam. Và em có thấy rằng là một chiếc máy múc cần dài nữa. Và bây giờ đang ở trên cái con đường làng để trở ra đây mọi người. Em cũng thông tin đến mọi người là những cái video clip, có thể là cái video clip cuối, đội máy xúc sẽ di chuyển ra khỏi làng. Mọi người có theo dõi những cái thông tin mà em từng truyền tải, chia sẻ thì mọi người biết đâu lời đó. Cả đội đã rất cố gắng nhưng kết quả tìm kiếm thì vẫn còn 7 người nữa. Đó, chiếc này là đi đầu nha mọi người. Chiếc này là đi đầu. Đường làng lũ bây giờ nó đã gập ghềnh hơn rồi mọi người. Đó, mọi người thấy là rất là sốc. Khi mà lũ quét xảy ra thì đã làm cho cái con đường nó bị nghiêng ngả, rồi nó gập ghềnh hơn. Đây là hai chiếc, một chiếc bé, một chiếc to này mọi người. Mọi người có thể quan sát thấy là anh em đã rất cố gắng rồi, nhưng mà không biết là bây giờ một tháng trời rồi thì bây giờ anh em cũng phải trở về thôi, không thể tiếp tục nữa. Cái vấn đề này thì nó nhiều vấn đề lắm mọi người. Vấn đề về tài chính, rồi vấn đề về cái sức lực của anh em. Đó, mọi người thì cũng cố gắng làm đúng giờ hành chính vào ngày hôm kia. Đó, thì đã làm cả tối mọi người. Nỗ lực cố gắng tìm kiếm, nhưng mà với cái khu vực tìm kiếm quá rộng lớn vậy, mà cái khu vực đào thì nếu như mà đào thì phải đều đào sâu 3 đến 5 mét, thậm chí có nơi 6 mét thì mới có thể tới được cái vị trí mà người bị vùi lấp đó. Thì cũng thực sự là khó khăn. Nếu như mà ở phía bên trên nó chỉ khoảng độ tầm độ 1-2 mét thì, hay là như ở cái khu mà ở Bắc Quang Hà Giang ấy, Việt Vinh Bắc Quang Hà Giang ấy, thì có thể là tìm kiếm nó dễ hơn, bởi vì nó là mặt đường cứng thì mọi người cứ vét hết la thì là sẽ thấy. Còn ở đây thì cái địa hình nó không như vậy, địa hình nó khó khăn hơn. Địa hình nó là những cái khu ruộng, rồi đất đá nó sinh lầy, nó nhào trộn vào nhau ấy, thì khó khăn hơn rất là nhiều. Giờ em đã thấy được máy, hai máy đã đi ra tới con đường giữa cánh đồng làng rồi. Dân làng làng nổ chắc biết ơn các anh lắm đây, thực sự là quá nhiệt tình, rồi tâm huyết. Tìm được biết bao nhiêu người cho người dân làng nổ, tìm được người thân trở về với nơi ông cha an nghỉ tại quê nhà. Còn 7 người thì em có nghe thông tin là hình như có một người nhỏ tuổi, còn lại là người lớn đấy mọi người. Đó, hai máy múc thì đang tiếp tục tiến ra tới cái cây cầu của làng đó, cũng là cái nơi mà tiễn các anh bộ đội từ làng nổ trở về đó. Ở cái con đường này biết bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là những cái ký ức khi mà thiên tai, tai họa ập xuống làng nổ, làm cho cái sự đau thương mất mát vô cùng lớn tại làng nổ. Rồi, ở trên kia này, chiếc máy múc cần dài thì vẫn đang đứng yên ở đó. Em đang thấy là chiếc máy múc này thì đứng ở đó, và phía sau là một cái chiếc xe đó, xe tải nhỏ vừa vào làng đó. Thì không biết rằng là chiếc xe này đang có vấn đề gì hay là như thế nào mà đang dừng chân
dừng tại chỗ đó, đang dừng tại chỗ khu vực phía dốc của làng đó, cách nhà văn hóa khoảng độ 300 mét nha mọi người. Đó, thì chắc hẳn là có việc gì đó, và bây giờ đã thấy một anh em lái máy xúc đã lên rồi, lên chỗ khu vực lái rồi, tiếp tục hành trình thôi, trở về đó. Đã giúp bà con dân bản rất là nhiều rồi, và cũng là để tạo đường đi cho hai chiếc xe phía đằng sau. Mấy chiếc máy múc kia đã lên tới chỗ dốc làng rồi mọi người. Đó là tất cả sự cố gắng của anh em và đội máy. Nhiều người đã rơi nước mắt vì những cái sự đau thương của khu làng. Bây giờ thì máy lại tiếp tục di chuyển ra cùng với mấy chiếc máy khác, tiếp tục di chuyển ra mọi người ạ. Các xe của đội thiện nguyện về cũng nhiều lắm mọi người, từ lúc mà xảy ra lũ quét rồi các thứ là nhiều lắm mọi người. Chiếc xe Ford Everest này có lẽ là của anh Lương mọi người ạ. Đấy, đang đi sau đó. Vừa xong thì em có đi ở cái khu vực gần nhà văn hóa và thấy anh cũng ghi lại những cái hình ảnh máy múc từ cái khu vực con suối đi lên ấy, thì là những cái hình ảnh cuối cùng, và có lẽ là anh ấy cũng không bao giờ quên được cái thời gian làm việc tại làng nổ với biết bao sự cố gắng, tâm huyết và nhiệt huyết của mình, và tìm được rất là nhiều người cho bà con làng nổ. Anh đã cố gắng hết mình. Mọi người thấy đó, một ngày mà hoạt động 4 đến 5 cái máy múc mà hoạt động 12 tiếng, 8 đến 12 tiếng thì mọi người biết là không biết bao nhiêu là tiền dầu, rồi công nhân công lao động, mọi người thấy rằng là kinh tế là lớn lắm mọi người. Mong sao là cái việc làm của anh là phải có các mạnh thường quân hỗ trợ một chút đó, thì là cũng là đỡ phần nào kinh tế cho anh đó. Thì mọi người thấy là gần một tháng trời huy động rồi cả đội máy hoạt động như thế thì là kinh phí không hề nhỏ mọi người, rất là lớn, với cái số tiền phải rất là lớn mới có thể hoạt động trong vòng một tháng. Thường thường như mọi người đào móng một cái ngôi nhà hay là làm một cái gì đó chỉ dám đào khoảng độ vài tiếng hoặc là cùng lắm là 2 ngày, nhưng ở đây hoạt động cả tháng để cố gắng tìm kiếm những người còn lại ở dưới khu vực mà bị lũ quét sạt lở. Cố gắng lắm rồi mọi người, nhưng mà thiên tai đã làm cho nửa làng nổ đã không còn nữa. Những người nằm xuống, những người đã có mồ yên mả đẹp ở trên những cái khu đồi mì, đồi cọ thì đã yên nghỉ. Còn 7 người nữa thì có lẽ là cũng sẽ yên nghỉ ở dưới ở vùng đất có thể nói là lạnh lẽo hơn. Nhưng mà biết làm sao được mọi người. Bây giờ không biết làm sao được, muốn tìm lên lắm nhưng mà không thể nha mọi người. Hôm nay thì vào cuối ngày rồi, em cũng ghi lại những cái hình ảnh về đội máy rời làng để mọi người biết được là cố gắng lắm rồi nhưng mà kết quả chỉ đến vậy, và không thể cố gắng hơn nữa thì các anh em mới phải rời làng để đi. Đó, thì đây là những cái hình ảnh em ghi lại được chia sẻ đến mọi người trong khu vực của tỉnh Lào Cai cũng như cả nước biết được là làng nổ đội máy đã kết thúc hành trình tìm kiếm và sứ mệnh của mình. Một con người có tâm huyết và giúp đỡ làng nổ rất là nhiều, xin rất cảm ơn anh. Và video clip này thì em cũng xin khép lại tại đây. Mong làng nổ sẽ bình yên trở lại, mọi người có một cuộc sống bình yên, và những người ở thế hệ sau sẽ không bao giờ quên một cái trận lũ quét kinh hoàng tại làng nổ, và cố gắng vượt qua những cái khó khăn trở ngại khi mà lũ quét xảy ra để vươn mình trong cuộc sống như những cái rừng cọ
sống mạnh mẽ trên khu đồi kia. Và video clip này thì em xin dừng tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người nhé.